nhắn nhủ khắp nơi hỏi một bài. Ba ngày xung dực bởi nơi ai, rượu trà cờ bạc ôi phung phí, chẳng biết lệ xưa của ai bài. Bước qua năm mới mới mừng ngà, khuyến khích dân tầm đạo Thích Ca. Tự giác giác tha ta phải nói, hỡi người dương thế bớt xa qua. Thôi. Chúng ta đã sanh vào cái thời kỳ mạt pháp, phước mỏng nghiệp dày, chướng thì sâu, huệ thì cạn, cho nên không có phát huệ được mà phát giận nhiều, cho nên bây giờ còn lụm cụm đi ở đây. Không biết quý vị mình có vậy không, chứ tôi thấy vậy đó. Và thôi thì trở lại giờ này cũng gần 9 giờ rồi, còn có 10 phút nữa hà. Hôm nay thì cũng nói với quý vị mình thì đến nhà của huynh Mười thì cây nhà lá vườn. An huynh Mười tôi cũng lên đầu xuân, lên gặp gỡ bà con, rồi sau đó cũng trao đổi qua vài ý trong cái giáo lý của Đức Thầy để làm cái món quà gửi cho bà con xa gần. Và cũng trong ngày kỷ niệm hôm nay, có chút phước duyên mình cũng hồi hướng lại cho cụ Huyền Thất Tổ, cũng như vong linh người qua giảng trong ngày hôm nay. Quý vị mình biết rồi đó, khi xưa đó là Đức Phật Thích Ca đó, ngài đã đắc đạo, tu hành đắc đạo rồi ngài ở lại 49 năm để dân du thuyết pháp cả nước Ấn Độ, các nước lân cận ở bên gần với nước Ấn Độ cũng được hưởng qua cái pháp giới của Đức Phật. Còn chúng ta ngày hôm nay đó quý vị mình thấy không, vì vậy là cái phước thì nó mỏng nghiệp dày, cho nên Đức Thầy ra đời chỉ có 7 năm 10 tháng hay 7 ngày Đức Thầy vắng mặt rồi. Cho nên Đức Thầy vắng mặt mà Đức Thầy có để lại một bài Tự Giả Bổn Đạo Khắp Nơi. Bài đó Đức Thầy có viết một đoạn như thế này nè: xót lòng cậy nước ma ha, hớp vô ba hớp ắt là lặng tâm, thân khùng đêm vắng khóc thầm, cửa mình cũng nhớ giấc nằm nào an, từ nay cách biệt xa ngàn, ai người tâm đạo đừng toan phụ thầy, giữa chừng đờn nở đứt dây, chưa vui buổi hiệp bỗng thầy lại xa, tỉnh say trong giấc mộng qua, mơ màng cũng tưởng như ta bên mình, tuy là hữu ảnh vô hình chứ dân lòng tưởng, sân trình đáo lai cho nàng hớ tay bà con ơi. Dạ huynh mời tôi lên gặp gỡ bà con mình hôm nay, chút xíu nữa ông có xin thì cho thêm, chứ tôi đi với ông hoài tôi biết ông ghiền vỗ tay lắm. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, mời anh. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy. Dạ trước là kính đến quý vị đại diện cho thân tộc như là anh và chị, và sau đó là kính đến tất cả các phái đoàn, cô bác anh chị em, quý vị thiện tri thức, quý bậc cao minh và các bậc cao độ của tổ thầy kính có mặt nơi đây. Và thưa toàn thể cô bác anh chị em, thật là niềm vinh hạnh lớn lao qua cái sự đồng xuân ngay là cái ngày mùng 8 tháng chạp tháng giêng, cũng là ngày đáo lễ thường niên cho cái ngày kỷ niệm mà gia đình chúng tôi là người thân, tức là cái người hiền thê. Thì hàng năm đến cái ngày này thì chúng tôi có tổ chức, trước đây là cái lễ giỗ của ông thân phụ chúng tôi là ngày 25 tháng chạp, đây là ra trai duyên rồi, nhận được sự lời mời gia đình toàn thể cô bác anh chị em đồng thể nhín chút thời gian quý báu dành lại cho một cái tinh thần ưu ái nhất là cái tinh thần của gia đình chúng tôi. Hiện nay thì có cái tin loan, tin vừa qua đó thì chúng tôi đã bị cái sự tai nạn vừa rồi đó. Thì vào ngày 29 tháng 11, chỉ còn có một ngày nữa là chúng tôi nó qua được cái ngày của tháng 11 rồi, đến tháng chạp. Thì chúng tôi đã ngộ lên cái tai nạn của giao thông. Mà nó như vậy là nếu không có nhờ cái sự gia trì hộ độ của Đức Thầy cũng như mười phương chư Phật thì tôi nó bị nó cán ngang cái chỗ này nè, cái bãi sườn chỗ này là rồi là tiêu rồi, không còn đâu. Sao nó thắng kịp cái thằng tài xế, nó nói thật là cái này mới điều lạ. Hồi đó giờ tôi chạy không khi nào có xe tôi mà thắng cái chỗ này, mà giờ không biết mà có lý do gì mà ông này mạng ông lớn đó, vậy là mạng ông lớn cho nên nó thắng được rồi, tôi không có bị chết đó thôi, chứ thật sự ra là có lẽ giờ này chúng tôi không còn đứng đây gặp lại với số cô bác anh chị em mình đâu. Thì cái tử sanh hưởng mạng phú quý vô thiên,
Nếu nói về sách của Khổng Tử dạy thì sống chết đều có mạng, giàu sang tại lại trời. Nhưng mà cũng có chỗ tạo mạng giả thiên, lập mạng giả ngã. Tạo số mạng do nơi trời, còn cải số mạng cũng do nơi mình. Tại sao vậy? Là vì theo sách của Khổng Tử dạy là hạ nhân hữu thiện nguyện, thiên tắc tùng chi. Người mà làm được việc lành việc phải, trời đất cũng tùng theo nó mà ban phước xa lạ. Rồi lại thêm một lần nữa an ủi của kinh Kim Cổ Kiều Quang, mà ông Ma Thới là một tác giả kim cổ sáng tác chính bổn tuồng của ông Ba đó. Ông nói rằng hạ nguyên thì đáo thủ Phật hành, cái người lành thì hành trước mà chẳng đành hành sau, hành còn hành mất biết đâu thiên cơ Phật định xét sau thì được. Như vậy thì xét ra cái vấn đề cái việc mình tu tập đây đó, thì chờ đến khi trả nợ của các anh em, chờ đến khi trả nợ. Thì hiện nay đó tôi cũng nghĩ rằng có lẽ là mình cũng an bài cái số công đức và phước đức và cái việc làm để rồi đền áp ơn của tổ thầy từ bấy lâu nay đó, thì chúng tôi cũng có làm những cái công chuyện giáo sự, cho nên từ đó hôm nay đã tập trung tất cả những cái hạnh lành công đức từ đức bây giờ đó để dùng lại trong cái ngày này. Nhớ lại không lầm những lời an ủi của Đức Bình Giáo Chủ dạy, gặp cơn khổ hạnh khỏi lâm nhờ công tu niệm âm thầm quá hay. Nghĩa là cái giai đoạn tu tập nó không ai chứng minh cho mình đâu à, chỉ có ơn trên người ta biết thôi à. Nhưng mà cái ngày giờ tai nạn đã sắp tới đó, thì cái ngày giờ đó là cái ngày giờ đối đầu với những cái tai nạn đó. Cho nên chúng tôi cũng rất là an phận theo cái lối mà tu tập của riêng mình. Thiệt ra thì nếu hôm nay còn lại một giây phút nào, thời gian nào mà chúng tôi còn sống lại ở tại thế gian, thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục làm theo bổn phận của người tín đồ. Khi thầy xa vắng rồi, chúng ta làm cái phận sự là truyền bá giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo. Vậy thì hôm nay dành lại một cái khung khổ của cái gia đình cho chúng tôi được nay gặp lại đây đó, thì chúng tôi không biết dùng lời lẽ nào để nói lên những cái tinh thần cao quý của cô bác anh chị em. Thì những cái ngày này đó, như là ở xã Thạnh Lợi có nè, Mỹ An, Gò Tháp có nè, rồi tất cả những cái số cô bác anh chị em như Phú Thọ, rồi ở nơi Phú Thọ, Phú Thành, rồi Phú Đức, rồi tất cả những cái xa xa đồng thời được thân hành đến đây để rồi tham dự rất là đông đảo. Chúng tôi rất là vui mừng. Mới hồi chiều tối đó, rồi chúng tôi nghe cái tin của cái số cô bác anh chị em ở nơi cái xã mà An Phong đó, họ hồi như là Hai Triều, rồi Đệ Nhật, rồi tất cả những cái số bà con tôi được mời đó, thì số bà con đó người ta đã hồi, người ta năm nay cũng ngộ bất cập cho cái câu chuyện của sự chết sống vô thường, cho nên Mười Loan cũng thông cảm, bữa nay không thể có mặt được. Chúng tôi nghĩ rằng bữa nay cũng có lẽ là thưa thớt lắm à, nhưng mà không ngờ ngoài cái sức tưởng tượng, hiện nay nó thì từ cái buổi sáng cho tới giờ số cô bác anh chị em tấp nập trở về đây đây đó để tham dự đông đảo như thế này, thì chúng tôi hết sức là vui mừng và phấn khởi cho một cái tinh thần của hành đạo của riêng mình. Vậy thì cái phần đầu tiên dành trọn trong một cái buổi hôm nay, chúng tôi xin đại diện cho phần thân tộc cũng như con cháu trong gia đình chân thành gửi đến tất cả phái đoàn cô bác anh chị em lời vấn an sức khỏe, lời chào mừng kính cẩn và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Thì thưa cô bác anh chị em, vẫn biết rằng số vô thường không hẹn ngày mai, nhưng mà rồi hôm nay đó cô bác anh chị em biết rằng mình gặp gỡ được cái ngày nào mà có thể nói là mừng vui và mạnh khỏe và đồng thời an tâm theo cái lối hành đạo của Đức Bình Giáo Chủ, thì chúng tôi lấy cái thời giờ đó là thời cờ trong kinh nói nhất thân hư độ nhất thân đọa, mà nhất nhật tu hành là nhất nhật thân. Một ngày bỏ luống không trao sữa là một ngày bị đọa, còn một bữa tu hành là một bữa được siêu thăng. Thì cái ngày giờ nào mà chúng ta có thể nói hành được là giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo rồi, thì theo lời của Đức Bình Vũ Chủ dạy, theo Phật giáo sau này cao quý được nhìn xem Ngọc Đế sử phân lại giữa kề bệ ngọc cát lân cảnh phú quý nhờ ơn Phật Tổ. Theo đạo Phật giáo Hòa Hảo đó, cô bác anh chị em biết là sau này đó, sự đó là sự truyền thống nối tiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là theo chánh giáo của Đức Thích Ca Mâu Ni. Cho nên từ đó hôm nay đó, không lầm, hiện nay Đức Bình Vũ Chủ có sứ mệnh năm phàm, rõ ràng là ta thừa dân sắc lệnh Thế Tôn cấp hạ giá truyền khai đạo pháp. Thì danh từ Thế Tôn là một trong 10 danh hiệu của 12 danh hiệu của Đức Phật khi xưa, Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc,
Hiện thệ thế gian giả vô thượng thủy điện lũ trưởng phu thiên nhân sư Phật và Thế Tôn. Ngài tầm nã tại thế, người ta tôn người lên, gọi là danh từ chót, danh từ Thế Tôn. Thì mình cũng hãnh diện thay Đức Bình Vũ Trụ có một sự kế truyền nối tiếp theo chánh giáo của Đức Thích Ca Mâu Ni, đạo vô vi của Phật Ân Cần, nối theo Chí Thích Ca ngày trước, thay ta là cả vô hình hữu ảnh ẩn sắc hàm để trình đạo Thích Ca. Cho nên giờ đây chúng ta tu theo giáo lý Phật Giác Hòa Hảo là tu theo giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì thôi, thời giờ có hạn, vậy thì giờ đây sự gặp gỡ của bác anh chị em, những nỗi vui mừng, những điều mạnh khỏe và gặp lại như thế này là chúng tôi hết sức rồi, hết sức là phấn khởi vui mừng. Vậy thì trong một cái thời gian gặp gỡ này, muốn đem ra những ý điều của Đức Tôn Sư chúng ta để được cùng nhau khuyến tấn tu tập, kẻ trước người sau, kẻ mau người chậm, để chúng ta tiến đến cái chương trình giải thoát của Phật Giáo Bảo. Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa qua thì huynh mười tôi cũng có lời nói thăm hỏi đầu tiên rồi trong cái bà con mình có mặt hôm nay. Thôi thì bây giờ trở lại cái chương trình đi. Bây giờ quý vị mình nêu lên một hai cái đoạn giảng để rồi huynh mười làm cái tiền đề để rồi mình trao đổi nè. Giơ tay, ai giơ tay lên tôi đưa mi tới coi, tranh thủ với thời gian 9:10 rồi. Mời đi. Ông Ba đại diện cho anh em đi ông Ba. Ông làm trước đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý đồng đạo kính mến, hôm nay cũng là cái dịp bước đầu năm mới, chúng ta cũng có tụ họp về cái gia đình của chú Mười Loan để rồi chúng ta trao đổi Phật pháp. Thì được biết là chú Mười Loan là một cái giáo lý viên kỳ cựu của cái thời trước mà tới nay còn lưu lại. Thì bây giờ thì giáo lý của Đức Thầy thì nó rất là nhiều lắm, nhưng mà hôm nay nhân cái dịp Tết, chúng tôi xin hỏi bốn câu trong cái dịp Tết mà Đức Thầy đã thổ lộ. Vậy thì bốn câu ấy là: nhắn nhủ khắp nơi hỏi một bài, ba ngày xuân vật bởi nơi ai, rượu trà cờ bạc ôi phung phí, chẳng biết lễ xưa của ai bạc. Vậy thì trân trọng kính mời quý giáo lý viên là chúng ta đã trình bày để cho tất cả đồng đội chúng ta hiểu biết. Nhưng mà mục đích đó, thì Đức Thầy hỏi là hỏi chung, nhưng mà có cái chỗ mà Đức Thầy nói là chẳng biết lễ xưa của ai bạc. Thì bây giờ thì chúng ta nên đặt qua một cái dấu hỏi ở tại đó để rồi chúng ta đã tìm ra. Vậy trân trọng kính mời giáo lý viên ủng hộ cho thằng báo tay đi. Ông Ba ông đại diện cho anh em mình để hỏi qua một câu đầu tiên, nhưng mà ông nhấn mạnh cái câu là không biết lệ xưa của ai bài đây nè. Bây giờ ông coi ông thấy coi lệ xưa này ai bài ông mời. Thôi mời. Dạ thưa chưa đồng đạo quân bán, giờ đây thì được đặt câu hỏi đầu tiên do nơi cái anh Ba là người ở xã Phú Thọ giáp danh với ở cái xã Phú Thành. Dạ, giáp danh xã Phú Thành. Thì anh này là người có thể tôi đặt trong cái danh sách đó, là anh là cái người cao tuổi thọ hết ở trong cái hội trường đây đó, là có mình anh là thường cao tuổi thọ hết. Cái dạng hàng tám đó cô bác anh em cũng ít lắm, nhưng mà anh đã trên hàng tám rồi, dường như 85-86 gì đó anh. Dạ, 87 rồi. Dạ, 87 rồi. Dạ, dạ, dạ. Thì xét trong cái hội trường này đó thì ở đây anh là cái người cao thọ tuổi nhất ở trong cái hội trường chúng ta. Thì được nêu lên đầu tiên bốn câu để rồi cho đồng đạo chúng ta ở phần sau đó chúng ta tiến dần theo cái chương trình để rồi chúng ta thăm hỏi nhau, nhắn nhủ khắp nơi hỏi một bài, ba ngày xuân vực bởi nơi ai, rượu trà cờ bạc ôi phung phí, chẳng biết lễ xưa của ai bài. Ở đây đó thì cô bác anh chị em biết là giảng là câu giảng thầy chúng ta được quyền đọc và được quyền suy nghiệm. Thì trong cái sự suy nghiệm và gặp lại những cái câu kinh tiếng kệ của Đức Thầy, con nào cũng đều có cái hữu lý, con nào cũng đều có sâu và cạn tùy theo cái sự minh giải của mình. Thì đây là những cái bài thi xưng của Đức Thầy. Vào cái ngày thi xưng thì luôn luôn lúc nào Đức Thầy thi không phải như các văn gia thi sĩ như hồi xưa đó, người ta thi người ta tả cái cảnh này cánh nọ, nhưng mà riêng về Đức Thầy không có đâu. Thầy nói thi xưng là nói có cái cuộc thời cụ, rồi nói đến giai đoạn, có cái tập quán của đất nước Việt Nam. Thành ra từ đó mình mới lấy làm lạ là một vị cổ Phật lâm phàm, người ta không nói cái việc đời mà người ta nói cái việc đạo, nói cái việc gì lý đạo cho người ta nghe.
Thì hôm nay đó cô bác anh chị em, hàng năm đến cái 3 ngày Xuân Nhật là 29, 30 giờ mùng 1. Nếu cô bác anh chị em nào có coi ở trong cái tôn chỉ hành đạo Đức Thầy viết đó, hàng năm đến 3 ngày Xuân Nhật 29, 30 giờ mùng 1 thì chúng ta phải ăn chay. Trong những ngày ăn chay phải cúng chay. Cái này cô bác anh chị em đọc lại trong tôn chỉ hành đạo của Thầy là rõ ràng vậy, là gì? Thầy dạy trước đây là cái quy tắc của Phật giáo Hòa Hảo là người tín đồ chỉ có 4 ngày ra thôi. Nhưng mình ăn thêm trong 3 ngày đó là 3 ngày Xuân Nhật 29, 30 giờ mùng 1 đó, là Thầy đã đưa ra cái chương trình nếu là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo từ 3 cái ngày đó chúng ta giảm bớt cái vấn đề sự mà hung khí của các cái vật chất. Cho nên từ đó Thầy mới bảo là người tín đồ ăn chay trong 3 ngày Xuân Nhật. Rồi đến cái ngày mùng 3 đó ra mắt cũng không nên sát giết các loài vật mà chỉ đem bông hoa cúng trời Phật để cầu nguyện mà thôi, chứ không có cho sát giết. Mà cái này là cái tập quán trước đây đó cô bác anh chị em biết, cả ngày mùng 3 đó mấy cái ông làm thầy đó, mấy ông thường giết gà để mà coi cái giò gà, coi mình ăn coi cái giò gà coi năm nay sơn hơn hay là được có xấu tốt như thế nào đâu. Rồi coi cái giò gà đó, coi ai coi chặt cái giò ra rồi đau khổ vậy thì đi coi cái giò gà, coi coi đồng quái quẻ đầu năm nè, coi nó hên đầu. Cho nên từ đó hôm nay đến Đức Thầy là một vị Phật này biết cái giai đoạn này là cái giai đoạn của số bà con mình sát giết các loài vật cung khí quá nhiều đi mà mang đi cái nghiệp, cho nên Thầy mới cấm 3 ngày đó là phải ăn chay. Trong những ngày ăn chay phải cúng chay. Thành ra từ cái chỗ ăn chay cúng chay thì đâu có ai nhọn nhẹt gì được đâu, đâu có ai mà có thể là cung khí những cái loài vật được. Cho nên tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đó, chúng ta phải coi lại mấy cái ngày này, rõ ràng là Thầy biết trước cho nên Thầy cấm những cái ngày 3 ngày Xuân Nhật là phải ăn chay. Thì hôm nay đó Đức Thầy dùng cái danh từ nhắn nhủ khắp nơi hỏi một bài 3 ngày Xuân Nhật, 3 ngày là 29, 30, 11 đó, bởi nơi ai. Nhưng mà tập quán Việt Nam, nếu chúng ta quay lại cái nguồn khiên của cái dân tộc Việt Nam đó, đã bị 3 lần bắt thuộc của bác, 3 lần bắt thuộc Tàu Đô Hổ đất nước Việt Nam, 3 lần bắt thuộc trên 1050 năm. Thì hiện nay đó, cái tập quán truyền thống của dân tộc Việt Nam mình đã lệ thuộc bên Tàu, lệ thuộc bên Tàu. Tức là những cái điều như cái tục lệ cúng mùng năm nè, là cái tục lệ này đâu phải tục lệ bên Việt Nam, mà tục lệ này tục lệ truyền thống bên nước Sở, cái thời kỳ của Tàu Đô Hộ đất nước Việt Nam. Vua Khúc Đại Khúc Nguyên khi xưa đó nè, thì làm quan đại phu, nhưng mà khi khuyên cái vua Sở trở về vấn đề không đắm sai tưởng sắc, nhưng đã nhiều lần rồi nhưng mà vua Sở không chịu nghe. Cho nên Khúc Nguyên đó mới từ giả viết cái thơ đó, giấy để từ khước rồi trở về hưu đi. Nhưng mà khi trở về rồi đó thì gặp một cái ngư ông, đó là một người ông lão giàu chài đó, lưới đó, thấy ông Khúc Nguyên đi trên bờ vậy mới hỏi, xin hỏi lỗi hỏi ngài có phải là quan đại phu Khúc Nguyên không. Thì Khúc Nguyên xin thưa đúng tôi là Khúc Nguyên. Thì ông mới hỏi cho tôi tin tưởng ông không phải là Khúc Nguyên đâu à, nếu Khúc Nguyên quan đại phu thì khi vua Sở đã chết rồi thì ông đâu khi nào còn sống được, ông là người tận trung mất mà. Nhưng vậy thì từ đó Khúc Nguyên mới hay là vua Sở đã mất rồi. Từ đó từ ông thất thẹn đi, mới là đến cái dòng sông Mịch La mới nhảy xuống đó tự giận của bác anh em, nhảy xuống đó dùng sông Mịch La để tự giận. Thì Tàu nó hay tin và nó biết được cái nguồn gốc của Khúc Nguyên, cho nên từ đó nó mới làm cái lễ đua thuyền, đua bơi thuyền để mà vớt thay Khúc Nguyên cái ngày mùng 5 tháng 5 đó, là cái ngày đó là cái lễ của đại quan đại phu Khúc Nguyên đã chết tại dòng sông Mịch La. Thì Tàu sau khi đô hộ đứng Việt Nam, nó bắt Việt Nam mình phải cúng cái ngày đó. Cho nên cái ngày đó mấy các em học sinh nó như tôi hồi đó học ở trường tiểu học ở Bình Thạnh á, thì cũng là đi xuống bơi thuyền, đua bơi để là làm cái lễ gọi là vớt thay Khúc Nguyên cái thời xưa. Cho nên từ đó nó mình thấy luật lệ của Việt Nam mình đã để lệ thuộc Tàu rất đông rất nhiều. Cho nên từ đó hãy ai nói đến cái ngày đó là ngày gì thì mình nói là ngày của ông bà, tục lệ của ông bà. Cho mình cũng vậy thôi, chứ mình cũng không biết được cái tục lệ đó là nó quan thiết có liên hệ gì đến nước Việt Nam hay không. Thì nhân dịp này chúng tôi kể một vài chuyện vậy thôi. Hiện nay đất nước Việt Nam mình đã bị đô hộ cái thời kỳ trước rất nhiều rồi. Qua thời kỳ Pháp thuộc 80 năm thì chúng ta đã bị đô hộ thời kỳ đó nữa. Cho nên tập quán của truyền thống Việt Nam nó mất đi nguồn gốc. Cho nên Thầy mới dùng cái bài thơ để nhắn nhủ khắp nơi hỏi một bài 3 ngày Xuân Nhật bởi nơi ai. Cái 3 ngày Xuân Nhật này không phải là Việt Nam mình làm mà do nó cái tập quán bên Tàu. Qua cái bài đó mình làm phải cúng tế, phải ngày đó là thế nào mà phải làm cái gì, phải ăn chơi xa xí những cái chuyện mà rượu trà phung phí này kia cái đó là do nó Tàu thôi, chứ không phải đất nước Việt Nam mình làm.
Cho nên thầy mới hạn chế đi, mới dặn người tín đồ của giáo hội Hảo là trong 3 ngày ăn chay đó, 3 ngày 29, 30, 11 là phải ăn chay, mà trong những ngày ăn chay phải cúng chay. Mà cô bác anh chị em biết là người đã ăn chay rồi thì đâu có còn nhậu nhạc gì nữa đâu. Cho nên thầy hạn chế, thầy biết, cho nên thầy cắt đứt đi những cái đoạn văn phung khí đó, để cho con người trở lại với cái lối bình an, trở lại với giới luật của đạo Phật để mà tu. Cho nên những cái ngày đó rồi qua đến cái ngày mùng 3 không nên sát sanh hạ vật, mà chỉ đem bông qua cúng Phật mà thôi. Thì mình thấy đó là những cái diệu lý của Đức Thầy đưa ra để cắt xén, làm cho nó bớt đi những cái sự xa xí, những sự sát giết gây lên cái nghiệp lực của chúng sanh đã nhiều đời. Cho nên từ đó mình mới thấy được lời đây là lời của Đức Thầy đã đưa ra. Vậy thì nhắn nhủ khắp nơi hỏi một bài ba ngày xung dịch bữa nay ai rượu trà cờ bạc ô phung phí. Ô phung phí tức là những cái ngày này đi, những cái ngày đó đó, ngày ba ngày xung đó, người ta dành một số tiền riêng ra nữa, để dành ra để người ta ăn chơi, ăn xài chơi trong những cái ngày đó gọi là phung phí đó. Cô bác anh chị em biết là nổi cái vấn đề đốt pháo thôi. Cái pháo mà mình đem đốt đó, cái thuốc mà thầy còn phải cấm những việc xa xí. Mà còn pháo mình đem mình đốt ra, cô bác anh chị em thay vì dành một số tiền nữa để cho con cùi, ông đuôi, ông nghèo nàn, đói khó, neo đơn, tật nguyền, khổ não này kia cái đó đó. Mình làm được như cái ông Đức đó, nó có phước đức biết bao nhiêu. Mà trái lại mình nên đi mua một cái số xa xí vậy đem ra mình đốt cho nó nổ rồi mất đi, cái đơn là tiền đó là tiền đốt không chứ có tiền gì, gọi là xa xí chứ còn gì nữa đó. Cho nên từ đó hôm nay thầy dùng cái danh từ rượu trà cờ bạc ôi phung phí, những cái chuyện này là chuyện phung phí, những chuyện không xứng đáng là cái gì dân tộc đem một cái số tiền xài không xứng đáng, có đồng tiền xài phải chi mà cùng cả tiếng kêu dân ơi hỡi hải giúp cho cái cả đói mới nhầm đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chung đồng Phật bự chẳng làm phước để làm hung dữ rồi vào chùa lại Phật trừ. Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư dụng tâm ý chứ không dụng vật. Những cái này Đức Thầy đưa ra đó, lẽ ra mình nên quay theo đó mà làm, là một cái tư lương, là một cái phương tiện để chúng ta quay theo đó mà tu tập lần dò đến cảnh thiên cảnh Phật. Chứ có lẽ đâu mà đem tiền bạc nó cái hung khí làm những chuyện vô lý gì vậy. À, cho nên thầy nói là luôn cà cầu vật hung khí, chẳng biết lễ xưa của qua bài, chẳng biết lễ xưa là cái lễ này, không biết là ai là bài đây, ai là đứng đầu đây. Thầy không nói là cái người tập quán của đất nước truyền thống dân tộc Việt Nam của mình là do nó tạo, nhưng mà coi là trong lịch sử thì rõ ràng là thời xưa đó tới giờ đó là mình truyền thống, là truyền thống theo cái tập quán của ông cha của mình thời xưa, là thời kỳ 1050 năm ba lần bắt thuộc đó là chúng ta lễ thuộc của ta. Thì hôm nay đây cô bác anh chị em biết những cái tục lệ nào mà Đức Thầy dạy đó, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Những cái tục lệ nào mà có thể chánh đáng cái tập quán của truyền thống Việt Nam, như tục lệ đẻ tang cha mẹ nè, là tục đẻ tang chúng ta vẫn giữ theo cổ lệ đó. Còn cái tục lệ mà nó xa xí, những tục lệ nó không xứng đáng như mê tín dị đoan, cô bác anh chị em biết cái bà chú xứ này đó, ở đây sẵn đây chúng tôi nói luôn, hiện nay đâu cô bác anh chị em biết là những cái số dân tộc Việt Nam mình vẫn biết là cái sự tôn kính Phật rồi. Nhưng mà cái sự tôn kính đó đó, thì nếu có chúng ta có tâm mà không có thiếu trí đó, thiếu trí đen thì chúng ta dễ bị lầm lạc, dễ bị vấn đề dị đoan mê tín. Cho nên từ đó hôm nay chúng tôi nổi cái vấn đề cái chùa thôi. Nếu chùa của chúng tôi là Phật giáo Hảo thì những cái ngày mà 29 và 14 nó không có làm cái lễ gọi là sám hối, không phải làm cái lễ sám hối, và không có đốt nghĩa là giấy tiền vàng bạc, rồi không có coi quẻ, coi tay tam tay một cách cầu mộng cúng sao, hay là những cái chuyện mà hung kiết chúng tôi không có coi. Bên Phật giáo Bảo là đối kỵ nhất là cái chỗ đó. Vậy mà những cái chỗ chùa khác của các ông thiền sư đại đức đó, ở trên núi như là núi Vạn Linh rồi dài xuống đây này, chúng tôi khỏi nói bà con cũng biết đó, là người ta đổ xô về có thể nói là chặt nứt đường, không có người đi mà phải có công an để mà canh giữ đó. Người ta đổ xô trở về đó là tiền bạc không biết, không biết bao nhiêu, nhưng mà người ta vẫn đưa tiền vào đó. Thì mình biết được là cái người tín đồ của giáo của Hảo nếu có tâm mà không có trí đen thì hay dễ bị lầm lạc. Cho nên từ đó hôm nay cái người tu phải có cái giữa tâm trí phải song hành, đã để lấy tâm mà bình đoán mọi việc, lấy trí phán xét mọi việc trước khi sắp sửa đưa cho tâm chủ trì. Được như thế chắc chắn ta học đạo mau thành công đắc quả. Cho nên giữa tâm trí là như vậy. Còn hôm nay chúng ta có lòng lành mà có mà thiếu cái trí lành thì dễ bị cái tà thần cám dỗ. Cho nên từ đó hôm nay chúng tôi nói sơ vậy thôi, bà con biết nên giữ lưỡng cái tục lệ nào có thể chánh đáng
theo cái tôn chỉ của Đức Thầy dạy thì chúng ta có lợi ích cho thể xác và linh hồn. Còn nếu mà chúng ta không giữ được cái tục lệ chân chánh đó rồi thì mãi chúng ta đi theo cái đường lối mê tín dị đoan. Thì Thầy nói bỏ dị đoan mới thấy đạo màu, bớt giả dối gặp người thương cổ. Chữ dị là khác, mà chú đoan là mối, tức là theo cái mối khác, theo cái tôn chỉ khác của tà sư ngoại đạo thì không bao giờ gặp được Thầy đâu có ba. À, cho nên thôi thời giờ có hạn, vậy thì chúng tôi lấy cái từ ngữ thôi. Vậy thì chẳng biết lệ xưa của ai bài Thầy nói như đây đó là nói là cái lệ này không phải cái lệ của tục lệ của đất nước Việt Nam, mà tục lệ này tục lệ của tàu đô hộ đất nước Việt Nam, mà số bà con mình đua đòi theo những dị đoan mê tín đó. Cho nên Thầy nói là bỏ bớt những cái điều xa phong phí, bước qua mới mừng ngà, khuyến khích dân tầm đạo Thích Ca, tự giác giác tha, ta phải nói hỡi người dương thế bớt xa qua. Thôi thời gian có hạn, chúng tôi lấy cái phần chi tiết của một phần nào về vấn đề chữ dị đoan thôi, qua vấn đề chữ mà không biết lệ xưa của ai bài đó, là chúng tôi lấy cái phần đó để trình bày một phần nào. Đến đây xin hết. Nam mô A Di Đà Phật.